Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Bình. Hôm nay thứ năm, ngày 12 tháng 9 năm 2019, chúng tôi sẽ truyền đến quý vị và các bạn những nội dung chính sau đây. Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Bình lần thứ 3. Các hoạt động chăm lo cho thiếu nhi nhân dịp Tết Trung thu. Quảng Trạch chú trọng thực hiện tiêu chí tổ chức sản xuất. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, ngày 12 tháng 9, tỉnh Quảng Bình đã long trọng tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số lần thứ 3 năm 2019. Dự đại hội về phía Trung ương có đồng chí Y Thông, Phó Chủ nhiệm Ủy ban dân tộc. Về phía lãnh đạo tỉnh Quảng Bình có đồng chí Trần Thắng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, đồng chí Trần Công Thuật, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, đại diện lãnh đạo các sở ngành, đoàn thể địa phương trong tỉnh và 172 đại biểu đại diện cho gần 2,6 vạn đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn Quảng Bình. Quảng Bình hiện có 6.145 hộ đồng bào dân tộc thiểu số, chiếm 2,4% dân số toàn tỉnh. Bà con sinh sống tập trung ở 106 thôn, bản thuộc 17 xã miền núi, vùng cao, biên giới. Những năm qua, được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước và sự hỗ nỗ lực vươn lên của bà con, vùng đồng bào dân tộc thiểu số đã có bước chuyển biến tích cực. 100% số xã có đường ô tô về trung tâm xã, 100% số xã có trường tiểu học, trung học cơ sở, mầm non và trạm y tế được xây dựng kiên cố. 15 trên 17 xã có điện lưới quốc gia. Việc chuyển đổi phương thức canh tác, cơ cấu sản xuất, xóa đói giảm nghèo cũng đạt được những kết quả tích cực. Hiện vùng đồng bào dân tộc thiểu số có hơn 750 hộ làm ăn khá giỏi, trong đó có 540 hộ có thu nhập mỗi năm trên 30 triệu đồng một hộ, 220 hộ có thu nhập mỗi hộ trên 70 triệu đồng trên một năm. Tỷ lệ tảo hôn giảm còn 11,8%, hôn nhân cận huyết thống chỉ còn 0,6%. Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa được đồng bào hưởng ứng tích cực, công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị được quan tâm. Đến cuối năm 2018, vùng đồng bào dân tộc thiểu số không còn bàn trắng về chi bộ đảng. Từ năm 2014 đến nay, toàn tỉnh đã kết nạp được 382 đảng viên người dân tộc thiểu số, nâng tổng số đảng viên là người dân tộc thiểu số lên 1.028 người. Vai trò của đội ngũ người có uy tín, già làng, trưởng bản được phát huy, góp phần tích cực trong thực hiện công tác và chính sách dân tộc. Bên cạnh những kết quả đạt được, vùng đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Bình vẫn còn những hạn chế như mặt bằng dân trí thấp, cả tập tục lạc hậu vẫn còn tồn tại, tỷ lệ hộ nghèo còn cao so với bình quân chung của tỉnh, kết quả giảm nghèo chưa vững chắc, số hộ có nguy cơ tái nghèo cao. Trên cơ sở đánh giá những kết quả đạt được, chỉ ra những tồn tại hạn chế, rút ra bài học kinh nghiệm và đề ra mục tiêu chủ yếu cho công tác dân tộc đến năm 2024. Đại hội cũng đã được nghe tham luận của các ngành địa phương, các tập thể cá nhân điển hình tiên tiến về thực hiện chính sách dân tộc, phát triển kinh tế xã hội và đảm bảo an ninh vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi tỉnh Quảng Bình. Đại hội khẳng định đường lối đúng đắn của Đảng và Nhà nước về vấn đề dân tộc và đại đoàn kết dân tộc, ghi nhận sự đóng góp to lớn của đồng bào các dân tộc thiểu số vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới. Sáng nay, ngày 12 tháng 9, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh phối hợp với Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội tổ chức lớp bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ kiểm sát bằng hình thức trực tuyến từ điểm cầu Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh đến điểm cầu Viện Kiểm sát Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố. Tại lớp bồi dưỡng, 80 học viên là cán bộ, kiểm sát viên, điều tra viên, chuyên viên Viện Kiểm sát Nhân dân 2 cấp được giới thiệu một số chuyên đề gồm phương pháp điều tra tội phạm sử dụng công nghệ cao, thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử các vụ án về tội phạm công nghệ cao, kỹ năng kiểm sát việc giải quyết các vụ án dân sự về tranh chấp quyền sử dụng đất, kỹ năng kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính về bồi thường, giải phóng mặt bằng. Thông qua lớp bồi dưỡng nhằm cập nhật những kiến thức mới và chuyên sâu liên quan tới công tác kiểm sát cho các học viên. Đây cũng là dịp để các học viên có cơ hội trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ tại cơ quan, đơn vị. Sở Công Thương Quảng Bình vừa tổ chức lớp bồi dưỡng hội nhập quốc tế năm 2019 cho các đơn vị quản lý và các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Tại lớp bồi dưỡng, các học viên đã được truyền đạt một số vấn đề về Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương CPTPP, những cơ hội thu hút đầu tư của các nước và địa phương thuộc hành lang kinh tế Đông Tây, trao đổi chia sẻ những kinh nghiệm thực tiễn về các hoạt động xuất nhập khẩu và hội nhập quốc tế ở một số địa phương trong cả nước. Thông qua lớp bồi dưỡng nhằm nâng cao kiến thức hội nhập kinh tế quốc tế trong bối cảnh Việt Nam tham gia các hiệp định thương mại tự do, giúp các doanh nghiệp, nhà quản lý nhận biết rõ hơn những cơ hội và thách thức đặt ra trong bối cảnh tự do thương mại như hiện nay.
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Quảng Ninh phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện cũng vừa tổ chức lớp tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ công tác mặt trận năm 2019. Tại lớp tập huấn, các học viên đã được truyền đạt các chuyên đề gồm giới thiệu, phổ biến một số nội dung cơ bản về luật khoáng sản, luật tài nguyên môi trường biển và hải đảo. Các nội dung cần tập trung phối hợp trong xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, hướng dẫn một số nghiệp vụ về hoạt động quỹ người nghèo và công tác cứu trợ, chiến lược đại đoàn kết toàn dân tộc của Đảng trong giai đoạn hiện nay, mặt trận với các hoạt động giám sát và phản biện xã hội. Qua lớp tập huấn, giúp cho đội ngũ cán bộ mặt trận có thêm kỹ năng nghiệp vụ để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, nâng cao vị trí, vai trò, nhiệm vụ công tác mặt trận trong tình hình mới, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, củng cố phát triển khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Nhân dịp Tết Trung thu năm 2019, lãnh đạo thị xã Ba Đồn vừa đến thăm và tặng quà cho các cháu thiếu nhi tại các trường mầm non trên địa bàn thị xã. Vui Tết Trung thu cùng các cháu thiếu nhi, lãnh đạo thị xã Ba Đồn biểu dương những thành tích học tập của các cháu, chúc các cháu chăm ngoan học giỏi, đón Tết Trung thu vui vẻ, an toàn, ý nghĩa. Đồng thời mong muốn các cháu tiếp tục học tập tốt, biết vâng lời cha mẹ, ông bà, thầy cô, xứng đáng là con ngoan, trò giỏi, cháu ngoan bác Hồ. Lãnh đạo thị xã cũng đã quan tâm tạo điều kiện để các nhà trường phát huy hết năng lực của mình để chăm sóc, nuôi dạy các cháu trong điều kiện tốt nhất. Tối ngày 11 tháng 9, nhà thiếu nhi Quảng Bình đã tổ chức chương trình đêm hội trăng rằm năm 2019 cho các em thiếu nhi đang tham gia sinh hoạt và học tập tại các câu lạc bộ, các lớp năng khiếu và các em thiếu nhi trên địa bàn thành phố Đồng Hới. Trong đêm hội trăng rằm, các em thiếu nhi được tham gia các hoạt động thú vị và bổ ích như múa lân sư rồng, tìm hiểu về sự tích Tết Trung thu. Đây là hoạt động thiết thực tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, đem lại tình yêu thương và nụ cười ý nghĩa cho các em thiếu nhi đang học tập sinh hoạt tại nhà thiếu nhi cũng như các em thiếu niên nhi đồng nhân dịp Tết Trung thu. Đồng thời góp phần chăm lo cho thiếu nhi trên địa bàn thành phố đón Tết Trung thu vui tươi, đầm ấm. Nâng cao nhận thức trách nhiệm của gia đình, nhà trường, cộng đồng và toàn xã hội trong công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em. Chuyển sang những thông tin đáng quan tâm khác. Hôm qua, ngày 11 tháng 9, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Bình phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành hủy nổ quả bom còn sót lại sau chiến tranh tại địa bàn xã Trường Xuân, huyện Quảng Ninh, bảo đảm an toàn về mọi mặt. Quả bom được phát hiện tại địa phận thôn Kim Sanh, xã Trường Xuân, huyện Quảng Ninh. Đây là loại bom M117-750LBX, nặng khoảng 340 kg. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương, các cơ quan chức năng và các chuyên gia dự án MAC chuẩn bị chú đáo mọi mặt và thực hiện quy trình hủy nổ bảo đảm an toàn, giảm tối đa khả năng thiệt hại đến công trình đường dây 500 kV. Như vậy, từ đầu năm đến nay, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã phối hợp hủy nổ thành công 7 quả bom nặng từ 500 bảng Anh trở lên trên địa bàn toàn tỉnh. Nằm trong chuỗi hoạt động chiến dịch Hãy làm sạch biển năm 2019, hôm qua ngày 11 tháng 9, tại bãi biển Đà Nhày, xã Thanh Trạch, huyện Bố Trạch, các cán bộ chiến sĩ tiểu đoàn huấn luyện cơ động Bộ đội Biên phòng Quảng Bình phối hợp với các đơn vị đoàn viên, thanh niên, học sinh xã Thanh Trạch đã tổ chức thu gom rác thải, làm sạch môi trường biển. Hơn 120 cán bộ chiến sĩ, đoàn viên thanh niên và học sinh đã tham gia làm vệ sinh, thu gom và xử lý trên 2 tấn rác thải, bao ni lông dọc bờ biển và khu vực du lịch biển Đà Nhày. Đồng thời, cả cán bộ, chiến sĩ và đoàn viên thanh niên tuyên truyền vận động nhân dân cũng như các hộ kinh doanh buôn bán ở khu vực ven biển và khách du lịch nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, bỏ rác đúng nơi quy định, không xả rác, chất thải bừa bãi ở bãi biển. Qua 10 năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, huyện Quảng Trạch đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Đặc biệt, huyện đã chủ trọng thực hiện tiêu chí tổ chức sản xuất, góp phần nâng cao thu nhập, tạo được nhiều việc làm cho người dân địa phương. Đến nay, huyện Quảng Trạch đã có 14 trên 18 xã đạt tiêu chí tổ chức sản xuất. Các hình thức tổ chức sản xuất ở cả địa phương đã có nhiều đổi mới và phát triển, góp phần tích cực trong việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế của huyện theo hướng tăng dần tỉ trọng tiểu thủ công nghiệp, ngành nghề nông thôn và dịch vụ. Cùng với đó, cả địa phương cũng đã mạnh dạn ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, từng bước thích ứng với biến đổi khí hậu, xây dựng được nhiều mô hình sản xuất theo hướng công nghệ cao. Đến nay, huyện Quảng Trạch đã thành lập được 16 hợp tác xã tiểu thủ công nghiệp, nông nghiệp và dịch vụ. Điển hình như hợp tác xã Bánh Mè Sát Tân An, hợp tác xã Mê Xin Quảng Phương, hợp tác xã Dầu Lạc Trường Thủy, hợp tác xã Dịch vụ Chăn nuôi Tổng hợp Nam Hồng Quảng, góp phần tạo được nhiều việc làm, tăng thu nhập cho các hộ gia đình nông dân. Sau khi cán đích nông thôn mới vào năm 2017, xã Xuân Thủy, huyện Lệ Thủy đã thực hiện đồng bộ tiêu chí thứ 20 với 4 nội dung, gồm xây dựng khu dân cư kiểu mẫu, hợp tác xã nông nghiệp kiểu mẫu, đoạn đường kiểu mẫu, vườn kiểu mẫu.
Trong đó, việc xây dựng khu dân cư kiểu mẫu sẽ tạo nền tảng quan trọng để hướng tới xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu. Theo đó, xã Xuân Thủy đã chọn thôn Phan Xá để làm điểm xây dựng khu dân cư kiểu mẫu theo khung tiêu chí đã được huyện Lệ Thủy ban hành, gồm nhà ở và công trình phụ trợ, vườn hồ và công trình chăn nuôi, hàng rào, đường giao thông, nhà văn hóa thôn, hệ thống điện, văn hóa, chính sách xã hội, giáo dục và đào tạo, y tế, vệ sinh môi trường, hệ thống chính trị và quốc phòng an ninh, chấp hành những hương ước, quy ước tại địa phương. Bên cạnh nguồn vốn hỗ trợ được phân bổ từ ngân sách của huyện Lệ Thủy và xã Xuân Thủy, thôn Phan Xá đã tích cực kêu gọi người dân trên địa bàn đóng góp tài sản và ngày công lao động để xây dựng khu dân cư kiểu mẫu. Đến nay, Phan Xá đã hoàn thành cả tiêu chí và đang đề nghị Ủy ban Nhân dân huyện Lệ Thủy công nhận khu dân cư kiểu mẫu. Nhằm đa dạng hóa các loại hình du lịch phục vụ nhu cầu của du khách khi đến với Phong Nha Kẻ Bàng, nhiều hộ dân trên địa bàn xã Sơn Trạch, huyện Bố Trạch đã xây dựng các mô hình phát triển kinh tế nông nghiệp gắn với phát triển du lịch. Đầu năm 2019, anh Trần Trung Xanh đã mạnh dạn đầu tư hơn 500 triệu đồng, cải tạo hơn 4 hectare đất nông nghiệp ở thôn Phong Nha để xây dựng mô hình trang trại tổng hợp. Trong đó, một phần diện tích anh Xanh dùng để xây dựng chuồng trại chăn nuôi hơn 20 con hươu sao, lợn rừng và 150 con thỏ. Diện tích còn lại trồng hoa, cây cảnh, cây ăn quả và trồng cỏ phục vụ chăn nuôi. Các loài cây trồng vật nuôi ở trang trại bước đầu đã phục vụ cho nhu cầu tham quan trải nghiệm của du khách. Về lâu dài, nơi đây sẽ là địa điểm để níu chân khách du lịch khi đến với Phong Nha Kẻ Bàng. Nhằm giúp thế hệ trẻ nhận thức sâu sắc hơn những nội dung cơ bản và giá trị to lớn di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, tỉnh đoàn Quảng Bình phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo phát động cuộc thi Thế hệ trẻ Quảng Bình tìm hiểu về di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, qua đó giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh thiếu nhi, xây dựng hình mẫu thanh niên trong thời kỳ mới, gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, không ngừng đoàn kết, phấn đấu, chung sức xây dựng quê hương Quảng Bình phát triển nhanh và bền vững. Đối tượng dự thi là cán bộ đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên của quê hương Quảng Bình trên mọi miền tổ quốc. Thể lệ và câu hỏi cuộc thi được đăng tải trên website tinhdoan.quangbinh.gov.vn hoặc website của Sở Giáo dục và Đào tạo có địa chỉ sgddt.quangbinh.gov.vn. Bài dự thi xin gửi về Ban tuyên giáo tỉnh đoàn số 1B Trần Hưng Đạo, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình. Thời hạn nhận bài dự thi từ ngày 5 tháng 10 đến ngày 20 tháng 10 năm 2019. Dự báo thời tiết Quảng Bình trưa và chiều ngày 12 tháng 9 năm 2019. Khu vực thị trấn Âu Lê mây thay đổi đến nhiều mây, có lúc có mưa rào và dông. Trong cơn dông cần đề phòng tổ lốc và gió giật mạnh. Ngày nắng gián đoạn, nhiệt độ từ 25 đến 32 độ, độ ẩm từ 59 đến 82%. Khu vực thị trấn Quy Đạt mây thay đổi đến nhiều mây, có lúc có mưa rào và dông. Trong cơn dông cần đề phòng tổ lốc và gió giật mạnh. Ngày nắng gián đoạn, nhiệt độ từ 25 đến 32 độ, độ ẩm từ 62 đến 83%. Khu vực thị xã Ba Đồn mây thay đổi đến nhiều mây, có lúc có mưa rào và dông. Trong cơn dông cần đề phòng gió giật mạnh. Ngày nắng gián đoạn, nhiệt độ từ 27 đến 32 độ, độ ẩm từ 65 đến 85%. Khu vực Phong Nha mây thay đổi đến nhiều mây, có lúc có mưa rào và dông. Trong cơn dông cần đề phòng tổ lốc và gió giật mạnh. Ngày nắng gián đoạn, nhiệt độ từ 25 đến 31 độ, độ ẩm từ 60 đến 82%. Khu vực thị trấn Hoàn Lão mây thay đổi đến nhiều mây, có lúc có mưa rào và dông. Trong cơn dông cần đề phòng gió giật mạnh. Ngày nắng gián đoạn, nhiệt độ từ 27 đến 32 độ, độ ẩm từ 66 đến 84%. Khu vực thành phố Đồng Hới mây thay đổi đến nhiều mây, có lúc có mưa rào và dông. Ngày nắng gián đoạn, nhiệt độ từ 27 đến 31 độ, độ ẩm từ 62 đến 80%. Khu vực thị trấn Quán Hào mây thay đổi đến nhiều mây, có lúc có mưa rào và dông. Ngày nắng gián đoạn, nhiệt độ từ 27 đến 32 độ, độ ẩm từ 61 đến 79%. Khu vực thị trấn Kiến Giang mây thay đổi đến nhiều mây, có lúc có mưa rào và dông. Trong cơn dông cần đề phòng tổ lốc và gió giật mạnh. Ngày nắng gián đoạn, nhiệt độ từ 27 đến 31 độ, độ ẩm từ 64 đến 82%. Dự báo thời tiết biển có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió tây nam cấp 3 cấp 4, biển bình thường.